Chiều nay ngày 7 tháng 7, đoàn công tác của Trung ương Đoàn do Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và động viên đội hình thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia tại điểm thi trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh Đà Nẵng. Bí thư Trung ương đoàn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần sung kích tình nguyện của các đoàn viên thanh niên, đồng thời tặng quà động viên đội hình tình nguyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý yên tâm để thí sinh trải qua kỳ thi quan trọng này một cách tốt nhất. Tại kỳ thi năm nay, thành đoàn Hội sinh viên Việt Nam, thành phố Đà Nẵng triển khai 65 đội hình tiếp sức mùa thi với hơn 1.500 tình nguyện viên tại 28 điểm thi nhằm tiếp sức cho hơn 12.600 thí sinh đội hình tình nguyện sẽ phối hợp các cấp chính quyền cơ sở y tế giáo dục chủ động triển khai công tác phòng chống dịch bệnh tại các điểm thi tổ chức đưa đón thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt ngăn chặn các vấn đề gây ảnh hưởng tiêu cực tới thí sinh tổ chức các đội tình nguyện hỗ trợ đảm bảo an toàn giao thông